Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay ban truyền thông của công ty cổ phần kiến trúc Kisato đang có mặt tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình để thăm lại một công trình mà Kisato đã tư vấn thiết kế cho gia đình của bác Lê Đức Phỉ tại nơi đây. Và ngay sau lưng mình chính là công trình đó, công trình biệt thự 2 tầng mái Nhật mang phong cách hiện đại rất là đẹp và bắt mắt. Và ngay bây giờ thì xin mời tất cả mọi người cùng với mình vào bên trong để xin những cái cảm nhận của gia đình về dịch vụ thiết kế của Kisato, cũng như là mình sẽ giới thiệu với tất cả mọi người về cái mẫu nhà này để mọi người có thể tham khảo. Ok, xin mời tất cả mọi người. Xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là bác Phú, là chủ đầu tư công trình này. Thì con xin phép được chào bác ạ. Thì hôm nay về gia đình mình, con thấy một công trình rất là đẹp, tuyệt vời. Từ đường quốc lộ con vào đây là gần như đây là một trong những cái công trình rất là đẹp mắt mà rất là nổi bật, từ xa đã nhìn thấy rồi. Thì cũng về đây để xin bác một số cái cảm nhận về cái dịch vụ, nghĩa là gia đình mình đã sử dụng cái dịch vụ thiết kế của công ty bọn con. Cũng rất là mong bác cho những cái chia sẻ, những cái cảm nhận của con, cũng từ đó để bọn con luôn hoàn thiện về cái dịch vụ thiết kế cũng như là thi công của bọn con trên khắp 63 tỉnh thành, các công trình ở mọi nơi. Đấy. Thì con xin hỏi bác là để cho mọi người cùng hiểu hơn là cái khu vực ở xã mình đây, xã Đức Trạch đây, cũng như là những cái khu vực xung quanh đây á, thì theo như bác biết thì mọi người làm nhà thì có nhiều người sẽ thuê một cái bộ thiết kế, một bộ hồ sơ đầy đủ để làm nhà không bác nhỉ? Hay là mọi người đa số là tự làm thôi? Ở khu vực thì cả xã Đức Trạch thì bác không biết, nhưng mà những cái vùng ở đây, thôn đấy bác á, thì chỉ có bác nhà bác thôi, thì bạn thiết kế thôi, thiết kế của công ty thôi. Chứ còn nó được ở đây thì họ từ thờ từ làm nên cho gia đình. Yeah. Thì con hỏi bác là cái lý do gì mà bác biết đến công ty con, cũng như là để công ty thiết kế cho gia đình ngôi nhà rất là đẹp. Bác nhìn đến tên màng mà, bác nhìn màng mà thấy là cái công ty HTK 63 tỉnh thành mà. Cái công ty của con là làm thiết kế là đẹp nhất đấy. Đó. Thì xong hôm nay là bác làm cái nhà là nhờ công ty, thiết kế của công ty. Mà đẹp có gì, ai nhìn đi qua là cảm thấy là đứng lại nhìn mà ngắm cái nhà của bác. Đúng là từ không phải là bác nói đâu, không từ tên ở ngoài ai cũng với khen mà. Ôi, bác ơi, bác làm cái nhà mà ai làm cho bác mà đẹp như thế này này, bác này, bác là nhờ cái bản thiết kế của công ty. Làm xà Đức Tài Tế chỉ có nhà bác thôi. Cũng là một trong những cái gia đình tiên phong trong cái việc mà đã làm nhà là phải có bộ sơ thiết kế làm sao cho nó được như ý của mình, cũng như là đúng cái ý tưởng của mình, tại vì chính gia đình mình là người sinh hoạt trong ngôi nhà như này, đúng không bác? Nhưng mà hai bác cũng mơ ước thế đi đó, nhưng hôm nay có duyên này gặp cái công ty. Đúng như thi ý của ba hai bác. Thì con xin phép hỏi thêm bác một chút là sau một cái khoảng thời gian công trình đã xây dựng xong, gia đình mình sinh sống trong ngôi nhà này thì mình cảm thấy như nào? Thì sinh hoạt quá, sinh hoạt các trong nhà sinh sống thì sinh hoạt thì đầy đủ này, không thoải mái này, chỗ đó không nói được nữa, bởi vì là nhà bác như thế này là công ty, là coi công ty nó thiết kế ra là cái gì cũng có này. Phòng khách cũng có này, phòng nghỉ để phòng đi lên là có cái phòng là phòng chờ á, phòng chờ, phòng sinh hoạt đó, phòng chờ nè, cái không gian đẹp, không gian đẹp này, cái phòng sau là phòng sau để những sân phơi ạ, rất là đầy đủ, đầy đủ lắm, mà nó trong một ngôi nhà. Con cũng xin hỏi bác thêm một chút nữa là thì gia đình mình đã sử dụng cái dịch vụ thiết kế của công ty bọn con rồi, thì bác có cái chia sẻ gì hay là có cái gợi ý gì cho tất cả mọi người mà mọi người cũng đang là chuẩn bị làm nhà, cũng mong muốn xây dựng một công trình mà đang băn khoăn là không biết là nên là có thuê thiết kế hay không bác? Thì bác mong muốn đó, bác nói với bà con này ai làm á thì cứ nên con nên là bán thiết kế công ty mà làm cho nó đầy đủ hơn. Nhưng mà mình bỏ ra là một cái vật liệu hay là cái tài sản từng đó, nhưng mà mình không đang làm thì không có đẹp đâu. Đó, bác mơ ước mọi người vậy đó. Nhưng mà người ta thì không biết thế nào. Còn bác thì bác làm cái gì đó, con bác là hắn không làm xong đâu, cái gì cũng phải có cái rõ ràng, rõ ràng đấy. Những mình... cái trò thờ nó làm nó không thích đâu. Ví dụ là làm nhà là bây giờ phải nhìn thấy cái tưởng tượng ra, biết là cái nhà mình sau khi xây xong nó như thế nào thì mới làm. Dạ vâng, thì hôm nay bọn con về đây cũng rất là cảm ơn những cái chia sẻ của bác, đóng góp thêm để bọn con sẽ cố gắng là phát huy cái những cái sản phẩm của bọn con sau sẽ còn đẹp hơn rất là nhiều nữa.
cũng như là về đây thấy công trình rất là tuyệt vời, bọn con rất là tự hào khi cũng là đóng góp một phần nhỏ để gia đình có công trình đẹp như thế này. Thì bác cũng mơ cái nào mà công ty nó vào hay nhìn, nhưng nhìn theo cái bản thiết kế mà nhìn cái nhà làm có cho đúng chứ không. Dạ, thế bọn con cũng cảm ơn bác cũng như là đại gia đình mình rất là nhiều đã tin tưởng sử dụng dịch vụ thiết kế của công ty bọn con. Thì cũng chúc gia đình mình thật là nhiều sức khỏe, anh chị công tác xa thì cũng luôn gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Và chắc là sau đây thì con xin phép bác gia đình để giới thiệu lại với tất cả mọi người đang xem video này về công trình của nhà mình để mọi người có thể tham khảo, hoặc là mọi người cũng mong muốn một công trình biệt thự nhà 2 tầng mái Nhật đẹp như nhà mình thì có thể đây là sẽ là một cái mẫu nhà để mà mọi người tham khảo học hỏi. Chắc là con cũng xin phép bác để anh em bọn con quay lại nha bác nhá. Và vừa rồi thì các bạn cũng đã nghe những cái chia sẻ của gia đình về dịch vụ thiết kế của Kisato, cũng như là những cái cảm nhận của gia đình sau khi đã sử dụng công trình. Đấy. Thì bây giờ sẽ giới thiệu với tất cả mọi người về công trình này nha. Đầu tiên mình xin giới thiệu với mọi người về khuôn đất của gia đình. Thì gia đình có hơn 7 mét mặt tiền nha các bạn. Và chiều sâu của công trình này tính từ cái phần mép ngoài cổng đến khu vực của cái tường bao ở phía sau là khoảng 25 mét nha các bạn. Thì cũng rất là rộng rãi đúng không ạ? Thì khuôn viên này chỉ có một cái phần ở phía sau, ở phía bên hông này nó bị khuyết một chút nhá. Thì nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Và bên mình cũng đã tư vấn thiết kế cho gia đình một công trình biệt thự 2 tầng như các bạn có thể thấy ngay sau lưng mình đây. Và tư vấn về cái vị trí của công trình là chúng ta đặt lùi ở phía sau vào bên phải, ngay cạnh cái phần khuyết của cái khuôn đất này, để làm sao cho là phía trước đây chúng ta còn một khoảng sân rộng. Thì các bạn có thể thấy là bên hông đây cũng còn rất là rộng, ô tô chúng ta có thể lùi tận ở phía sau. Và cái lối đi xung quanh, đặc biệt là khu vực phía trước, một khoảng sân rất là rộng ạ. Cũng đã để thêm những vị trí bồn cây ở phía trước đấy ạ, thêm cái không gian xanh cho công trình. Bên hông đây cũng thế. Và tổng thể khuôn viên thì đều có những cái vị trí để gia đình có thể trồng cây nha các bạn. Thì tiếp đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu với mọi người về cái cổng của công trình này. Thì cổng của công trình này được làm ấy là, thứ nhất là các bạn để thấy là bộ cổng nhôm đúc rất là đẹp cũng như là sang trọng đúng không ạ, thể hiện cái giá trị của công trình cũng như là cái mức độ đầu tư của gia đình dành cho công trình này. Các bạn thể thấy đôi cột cổng này kích thước rất là lớn đúng không ạ? Bên trên cũng có phần đèn cũng được làm cái phần bảo vệ bằng nhôm đúc. Và tổng bộ cái khuôn viên là hàng rào ở mặt tiền của công trình đây, cái mặt khoảng hơn 7 mét đấy ạ. Gia đình sử dụng nó là tường xây, những vị trí bổ trụ kết hợp với đó là những cái vị trí ô thoáng cũng bằng nhôm đúc, cũng được điêu khắc rất là tinh xảo bởi những cái nghệ nhân nhiều kinh nghiệm thì mới ra được những cái sản phẩm như thế này nha các bạn. Thì cái khuôn viên cổng đây gia đình sử dụng cái màu sơn trắng kết hợp với lại cái màu xanh ghi nha các bạn, để toát lên cái vẻ hiện đại của công trình. Bộ cổng nhôm đúc thì bác cũng chia sẻ là cũng rất, gia đình cũng rất là đầu tư. Đấy là khoảng hơn 200 triệu nha các bạn. Thì các hạng mục nhôm đúc đây cũng rất là giá trị đúng không ạ? Và tiếp theo giới thiệu với mọi người là toàn bộ khuôn viên đây. Cái phần sân chính đây gia đình cũng sử dụng những cái loại đá chống trơn trượt, màu sắc thì cũng rất là hài hòa cũng như là phù hợp với lại cái màu sắc của công trình. Và những cái vị trí bồn cây thêm không gian xanh lại gần sát công trình nha các bạn. Và tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu với mọi người về công trình chính của chúng ta ngày hôm nay. Thì công trình biệt thự 2 tầng mái Nhật mang phong cách hiện đại cũng rất là vừa mắt đúng không ạ? Cũng không cầu kỳ quá những cái đường nét trang trí. Thì mình sẽ giới thiệu về kích thước chiều rộng của công trình này. Đây ạ, theo cái hướng của khu vực sảnh đây ạ là 7m78 nha các bạn. Và chiều sâu của công trình được thiết kế là khoảng 16m rưỡi nha các bạn. Đấy là chúng ta tính cả những cái vị trí của sảnh chính cũng như hệ bậc ngũ cấp đua ra. Cái công trình này là sử dụng là hệ bậc ngũ cấp để làm sao cho công trình luôn được cao ráo thoáng mát nha các bạn. Thứ nhất là cái phần sân của gia đình nó đã cao hơn mặt đường mấy chục phân rồi. Và vị trí công trình đây sẽ cao lên 5 bậc, tức là 0,75 phân thì sẽ luôn cao ráo thoáng mát. Đặc biệt là thời tiết mùa hè như hôm nay anh em mình đi quay đây, vào nhà là sẽ khác hẳn, rất là mát nha. Và màu sắc tổng thể của công trình này như các bạn có thể thấy đó là những cái phần màu sơn trắng kết hợp với màu xanh ghi nha. Thì nó sẽ mang những cái đường nét hiện đại, ngoài ra màu ngói cũng là xanh ghi để nó được nổi bật hơn cũng như là đẹp hơn nha các bạn.
Thì công trình này mà mình tư vấn thiết kế cho gia đình bác Phỉ là hai vị trí, là vị trí sảnh chính, một vị trí sảnh phụ ở bên hông, để làm sao cho chúng ta có thêm những cái bố cục về kiến trúc bên ngoài được đẹp hơn, đặc biệt là khu vực mặt chính đây. Có một cái hệ mái đỡ sảnh rất là lớn đúng không ạ, được làm theo phong cách của mái Nhật. Và bên hông đây, bạn có thể thấy một cái vị trí lồi ra đúng không ạ, để bên trên chúng ta có vị trí ban công cũng như là vị trí bồn hoa được làm cũng rất là thanh thoát. Và tiếp tới thì bạn có thể thấy là toàn bộ những cái phần phào chỉ của công trình thì cũng được làm rất là đơn giản để làm sao cho nó thêm những cái đường nét hiện đại cho công trình này. Các bạn có thể thấy đấy ạ, những cái đường phào rất là đơn giản đúng không ạ. Và những cái phần ban công đây cũng sử dụng những cái đường chỉ âm để tạo ra thành hình với những viên gạch và sơn cái màu xanh ghi, cái loại màu sáng như các bạn. Và các bạn thì thấy khu vực sảnh chính này thì cũng được làm lồi ra để có thể để những cái chậu cây để trang trí thêm cho khu vực mặt tiền của công trình này. Và ngoài ra thì các bạn có thể thấy là nổi bật ở bên trên khu vực sảnh tầng 2 á, thì khu vực ban công nơi mà bên trên khu vực sảnh chính đó là cái vị trí sân chơi cũng như là một cái vị trí ban công rất là lớn. Bên trên có cái hệ lam bê tông kết hợp với kính. Ngoài ra thì các bạn có thể thấy rất là nhiều những cái vị trí đèn để tô điểm cho công trình vào ban đêm sẽ rất là đẹp cũng như là rất là lung linh nha các bạn. Cả phần hệ lam thì cũng được bố trí cũng như là thiết kế của cái phần đèn và những cái phần đèn ốp tường đấy ạ, rất là hợp lý đúng không ạ. Và bên khu vực sảnh phụ này thì bạn có thể thấy được là sảnh phụ này cũng được làm cũng rất là đơn giản đúng không ạ, và không kém phần hiện đại. Thì để tiết kiệm cái không gian ở bên hông công trình này thì chúng ta sẽ làm cái hệ bậc là sẽ song song với lại cái phần thân của công trình nhá, để chúng ta tiết kiệm được cái không gian, cái chiều rộng này nó sẽ được ngắn hơn và chúng ta sẽ có thêm cái phần khoảng sân này đây ạ, sảnh phụ, và bên trên sẽ có phần mái che cũng như là ban công của một cái phòng ở chỗ đó. Toàn bộ cái phần phào chỉ phân tầng đây cũng được làm hết sức là đơn giản, nhẹ nhàng và thanh thoát nha các bạn. Những cái đường vào vuông được thiết kế với những kích thước phù hợp với lại cái quy mô của công trình. Những cái đường phào của cửa đây cũng rất là nhẹ nhàng đúng không ạ. Đây. Ok, và tiếp tới thì mình chia sẻ thêm mọi người một chút nữa là tất toàn bộ cái phần tường móng của công trình thì gia đình là cũng đã sử dụng cái loại gạch lát đúng không ạ, thì cũng có vân của những cái phần gạch thẻ nhìn cũng rất là đẹp như sang trọng. Với cái cách làm này thì sẽ đảm bảo là cái chân tường nó không bị rêu mốc cũng như là vần thấm cũng không bị ẩm mốc, rất là đảm bảo sạch sẽ đúng không ạ. Ngoài ra thì cũng là một cái tông nền tôn lên cái vẻ đẹp công trình cũng như là mình cảm giác là công trình được rất là chắc chắn của cái phần chân này, cái màu gạch như thế này. Ok, thì bây giờ sẽ vào bên trong để giới thiệu với tất cả mọi người về chi tiết về công năng. Và vị trí mình đang đứng đây chính là khu vực sảnh chính của công trình. Thì các bạn thể thấy cũng vừa đủ đúng không ạ, để chúng ta có thể bố trí những vị trí cửa này. Thì mình sẽ giới thiệu qua về cái kích thước của khu vực sảnh chính để các bạn cùng tham khảo. Thì các bạn thể thấy là mình sẽ giới thiệu là thứ nhất là chiều rộng của cái phần sảnh chính này sẽ rơi vào là 4m2 nha các bạn, thì cũng rất là rộng đúng không ạ, thoải mái đúng không ạ. Và cái chiều sâu này rơi vào khoảng 2m nha các bạn, thì cũng rất là rộng đúng không ạ. Đặc biệt khu vực sảnh chính này có một cái đôi cột được sơn giả đá cũng màu xanh ghi kết hợp với lại những cái phần lấp lánh đây, rất là đẹp đúng không ạ. Thì kích thước của phần cột này, cái vị trí cái đường phào to nhất đây là rơi vào 76 phân nha các bạn, thì nó cũng phải phù hợp với lại cái quy mô của công trình, chiều cao công trình cũng như là cái chiều rộng của sảnh chính này để làm sao cho nó có cái tỷ lệ được hài hòa nha các bạn. Cũng đấu trên đấu dưới làm rất là thanh thoát đơn giản đúng không ạ, cái phần đèn cột ốp tường. Ok, và một cái phần đèn downlight ở khu vực sảnh chính này thì cũng là thêm cái phần ánh sáng rất là đẹp cho công trình vào ban đêm. Thì tiếp tới sẽ giới thiệu với mọi người dần dần vào bên trong. Thứ nhất là cái khu vực cửa chính của công trình, thì các bạn có thể thấy là những cái vị trí cửa chính của công trình thì gia đình sử dụng chất liệu bằng gỗ nha các bạn. Đây là gỗ kết hợp với những cái ô thoáng bằng kính thì sẽ thêm cái phần hiện đại cũng như là lấy thêm ánh sáng vào trong khu vực công trình này. Thì chất liệu ở đây cũng là những cái loại gỗ lim rất là tốt và chắc chắn nha các bạn, cầm vào rất là chắc tay ạ. Và không gian mình đang đứng đây chính là khu vực phòng khách của công trình này. Thì phòng khách ở đây được công ty của mình tư vấn thiết kế với diện tích là 28,3m2 thì cũng rất là rộng rãi và sáng đúng không ạ. Bởi những cái vị trí cửa sổ hệ 4 cánh này rất là lớn ở ngay bên hông khu vực phòng khách,
cũng như là ở ngay phía sau đây cũng là một cái hệ cửa sổ nữa để thêm ánh sáng cũng như là thông thoáng cho khu vực phòng khách này. Đây, và vị trí mình đang đứng đây sau này sẽ là bộ bàn ghế sofa. Và ngay phía sau đây các bạn đã nhìn thấy đúng không ạ? Đây là hệ tủ vách kết hợp trang trí đúng không ạ? Để tivi cũng như là trang trí thêm cho khu vực phòng khách. Ngoài ra nó cũng là cái bức ngăn không gian khu vực phòng khách và khu vực bếp cộng ăn ở ngay phía sau. Thì nổi bật ở khu vực phòng khách này thì các bạn có thể thấy là toàn bộ cái phần tường của công trình này được gia đình cũng ốp bằng cái loại gạch khổ lớn đúng không ạ? Kích thước ở đây là 40x80 và là màu trắng để làm sao cho phần tường này luôn sạch sẽ cũng như là bền đẹp mãi theo thời gian nha các bạn. Cũng phải nói là gia đình cũng rất là đầu tư về cái khoản ốp lát của công trình này. Và phần nền đây cũng là những cái loại gạch khổ lớn. Đây là loại gạch cao cấp đấy ạ. Kích thước 1m x 1m, màu đá tự nhiên cũng rất là sang trọng đúng không ạ? Thì toàn bộ là gạch khổ lớn. Và nổi bật thêm nữa đó là cái phần trần công trình này, thì toàn bộ khu vực phòng khách này là được làm bằng trần gỗ nha các bạn. Thì đây là chất liệu gỗ queo cũng như là nó rất là bền đẹp cũng như là chống muối mọt nha các bạn. Kết hợp đó là những cái vị trí đèn downlight chạy xung quanh, những cái đường phào, đường giật cấp của phần trần cũng rất là nổi đúng không ạ? Và vị trí trước kệ tivi đây các bạn thể thấy một cái đèn chùm cũng rất là lớn cũng như là rất là bắt mắt đúng không ạ? Thêm cái phần sang trọng được nhiều hơn. Đây vị trí cửa sổ đây. Thì các bạn có thể thấy là toàn bộ cái hệ cửa sổ thì gia đình sẽ làm bằng chất liệu nhôm hệ này các bạn, kết hợp với phần rèm. Và toàn bộ cái phần khung bảo vệ đây thì gia đình bằng làm xong đây là bằng chất liệu bằng gỗ, cũng rất là dày dặn và chắc chắn nha các bạn. Khi mà bước vào đây thì cảm giác rất là ấm cúng cũng như là rất là đẹp nhá, gần gũi với thiên nhiên. Hệ kệ vách đây để tivi cũng như để trang trí. Ngoài ra có một phần cột giả đây bò lại đây hai bên ạ. Đây sẽ là một cái lối giao thông ra khu vực phòng bếp ở phía sau. Thì trước khi ra ở phía sau này, mình giới thiệu với mọi người một phòng ngủ ở ngay bên hông đây. Thì phòng ngủ này là một phòng ngủ master. Thì phòng ngủ này được thiết kế với diện tích là 15,7m², cũng được bố trí giường tủ đầy đủ, một vị trí cửa sổ chính theo hướng mặt tiền. Các bạn có thể xem qua những hình ảnh ở mặt trước và những vị trí cửa sổ bên hông. Ngoài ra nhà vệ sinh khép kín để hai bác sử dụng ở trong khu vực này được thiết kế với diện tích là 2,4m, thì cũng được bố trí những thiết bị rất là cơ bản để phục vụ trong khu vực phòng này. Thì khu vực phòng này thì cũng được làm như các phòng khác, thì nó là vị trí trần thường nữa, những cái đường phào bình thường nữa. Đặc biệt nó sẽ là một cái có nhà vệ sinh khép kín thôi. Và các bạn thì thấy là cái phần cửa của công trình này là mình cũng tư vấn thiết kế là nó sẽ nằm ở trong cái khu vực gầm cầu thang này, để khu vực phòng khách của các bạn được gọn hơn cũng như là rộng rãi hơn rất là nhiều. Và chúng ta vẫn đảm bảo cái công năng chúng ta đi lại trong này rất là gọn gàng như là riêng tư nha các bạn. Và vị trí cầu thang này thì gia đình cũng gầm cầu thang này cũng đang làm hệ kệ tủ đây để đồ rất là tiện đúng không ạ? Thì tiếp tới là các bạn đã thấy rồi, là một phần cầu thang. Thứ nhất là cái phần trụ cầu thang được làm bằng gỗ nguyên khối, đục đẽo rất là tinh xảo, to đúng không ạ? Hình vuông. Đây. Và cái phần cầu thang này, lan can cầu thang cũng được làm toàn bộ bằng gỗ nha các bạn. Và đặc biệt các bạn có thể thấy là những cái phần chiếu của cầu thang này cũng được ốp hoàn toàn bằng gỗ. Rất là đẹp và sang trọng đúng không ạ? Thể hiện cái đẳng cấp của gia chủ cũng như là cái mức độ đầu tư cho công trình này. Ok, thì cầu thang ở đây thì cũng là được lát bằng đá hết nha các bạn. Rất là đồng bộ và hài hòa đúng không ạ? Thì không gian tiếp theo giới thiệu với tất cả mọi người đó là không gian bếp cộng ăn ngay phía sau khu vực phòng khách đúng không ạ? Thì đặc biệt của không gian khu vực bếp cộng ăn này là sẽ được giao thông với lại khu vực sảnh phụ đây các bạn ạ. Thì chúng ta sẽ có thêm những cái công năng đi lại trong trường hợp gia đình ta có khách ở ngoài kia, chúng ta có thể đi vào trong khu vực sảnh phụ, vào khu vực bếp đây chúng ta nấu nướng đúng không ạ? Đây chính là khu vực bàn ăn, thì kê được 6 đến 8 người ngồi hoặc là 10 người ngồi vẫn là rất là thoải mái nha các bạn. Đây là vị trí của mình thiết kế bố trí là vị trí bàn bếp hình chữ L rất là điển hình đúng không ạ? Chất liệu là được làm bằng gỗ hết nha các bạn, có mỗi phần mặt này là bằng đá thôi các bạn ạ. Những cái hệ kệ tủ thêm kệ tủ bếp ở phần bên trên, cũng có những cái vị trí cửa sổ đây kết hợp lại cái vị trí cửa của sảnh phụ sẽ giúp khu vực bếp cộng ăn này luôn được thông thoáng cũng như là sáng rất là nhiều nha các bạn. Và tiếp theo giới thiệu với tất cả mọi người thì đây là một không gian phòng ngủ. Thì cụ ông đang ở bên trên thì mình sẽ giới thiệu với mọi người về kích thước thôi. Thì
mình sẽ sâu ở cái phần mặt bằng thì các bạn có thể tưởng tượng dễ hơn. Thì phòng ngủ này được thiết kế với diện tích là 14,1 m², cũng được bố trí đầy đủ công năng, giường, tủ đầy đủ nha các bạn. Không gian tiếp theo sẽ giới thiệu với mọi người, đó là khu vực nhà vệ sinh chung không thể thiếu ở trong mỗi gia đình. Thì nhà vệ sinh này thì cũng được làm rất là đầy đủ công năng, được đóng trần, ốp gạch kịch trần nha các bạn. Những cái thiết bị lavabo, vệ sĩ, tắm đứng đầy đủ nha các bạn. Và đặc biệt là khu vực nền của nhà vệ sinh này đã được làm giật cấp xuống so với cái phần nền của khu vực bếp công ăn này. Và ngoài ra thì phần nền và phần trần khu vực này cũng đồng bộ với khu vực phòng khách rất là nhiều nhá. Ngoài ra thì cũng có một cái cửa hậu ở phía sau này, thì là khu vực sân khô sân ướt, cũng như là một cái khu vực bếp ga sơ cua ở ngoài này. Khi mà mất điện chúng ta có thể nấu nướng, hoặc là ví dụ là nhà ít người thì gia đình có thể nấu nướng luôn ở ngoài này. Và một cái vị trí kho nhỏ rất là hợp lý và đầy đủ công năng ngay trên mặt bằng tầng 1 của các bạn. Bây giờ sẽ lên tầng 2 để giới thiệu với tất cả mọi người. Và mình vừa bước lên trên tới tầng 2 thì các bạn để thấy ngay vị trí khu vực cầu thang chính là một không gian đệm. Đây được thiết kế là một phòng sinh hoạt chung. Ngoài ra các bạn cũng có thể bố trí đây là những cái vị trí bàn học, rồi những cái vị trí kệ sách. Ngay bên cạnh đó là một khu vực cửa sổ để giúp khu vực cầu thang này được sáng thoáng hơn. Các bạn thì thấy là phần nền của tầng 2 đây thì kích cỡ gạch cũng đã được thay đổi đúng không ạ? Gạch kích thước 80x80 và cái phần gạch ở đây thì vẫn được ốp đồng bộ từ bên dưới tầng 1 đến tầng 2 nha các bạn. Gạch màu trắng ốp tất cả mọi vị trí có tường xây nha các bạn. Bên trong phòng, bên ngoài phòng và phần trần đấy nữa các bạn thì thấy. Đây, khu vực phòng sinh hoạt chung, phần trần cũng được làm đồng bộ, tất cả đều làm bằng trần cũ, kể cả những cái khu vực hành lang nha các bạn, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và vị trí cầu thang đây thì các bạn có thể thấy là với những cái hệ vách kính rất là lớn kết hợp với cửa sổ thì sẽ giúp khu vực cầu thang này sẽ rất là sáng nhá. Thì ban ngày chúng ta lưu thông trong khu vực này thì cũng không cần bật điện. Cầu thang cũng được đồng bộ đều làm bằng gỗ hết, mặt bậc cũng được làm bằng đá rất là sang trọng đúng không ạ? Và chúng ta cũng có một cái phần để có thể lên bên trên tầng áp mái thì chúng ta có thể sửa chữa, hay là khi mà cần bảo hành bảo trì chúng ta lên cũng rất là thuận lợi nha các bạn. Và trên tầng 2 này sẽ giới thiệu với mọi người, thứ nhất là không gian đầu tiên, đó là một khu vực phòng thờ thì được thiết kế với diện tích là khoảng 25 m² nha các bạn. Các bạn thấy rất là rộng. Thứ đây là vị trí là của ban thờ gia đình, thì hướng của ban thờ là theo hướng của công trình cũng như là phù hợp với tuổi của gia chủ. Ngoài ra cũng có những vị trí cửa sổ kết hợp với rèm. Nền và trần thì được làm đồng bộ giữa các phòng trên tầng 2 các bạn. Đặc biệt là khu vực này còn được lưu thông ra khu vực ban công. Đấy, ngay ở bên trên cửa sổ của cái phòng bên dưới, bên cạnh khu vực sảnh chính đúng không ạ? Thì ban công ở đây các bạn nhìn thấy là cái phần nhôm đúc đây. Thì xem qua những hình ảnh bay Flycam các bạn nhìn thấy chất liệu bằng nhôm đúc, ngoài ra kết hợp với tường xây cũng có những vị trí để trồng cây nha các bạn, cũng rất là rộng rãi đúng không ạ? Khi mà chúng ta có thời gian hay những ngày nghỉ lễ, chúng ta hoàn toàn buổi tối có thể ra đây kết hợp với đèn sân vườn sẽ rất là tuyệt vời. Và ngoài ra cũng vẫn còn một vị trí cửa để ra khu vực không gian của sảnh chính nữa nhé, ngay tại khu vực không gian của phòng thờ này. Ok, tiếp theo không gian mình sẽ giới thiệu với mọi người, đó là một phòng ngủ. Một phòng ngủ khác, phòng ngủ này cũng khá đặc biệt đúng không ạ? Thì phòng ngủ này thì hiện tại gia đình chưa sử dụng, anh chị vẫn đang là công tác ở bên nước ngoài, gia đình vẫn đang là sử dụng là để cái kho. Thì bạn có thể thấy đây là những cái phần lưới gia đình làm nghề biển rất đặc trưng đúng không ạ? Thì phòng ngủ này được thiết kế với diện tích là 14,2 m² thì cũng thoải mái để bố trí giường tủ nha các bạn. Và một vị trí ban công nơi khu vực sảnh phụ đấy ạ. Khu vực ban công này thì cũng được kết hợp tường xây và chất liệu là nhôm đúc, chạm khắc rất là tinh xảo đúng không ạ? Phần hệ cửa trên tầng 2 thì các bạn có thể thấy là hệ cửa ở đây là toàn bộ là cửa nhôm kính nha các bạn. Không gian tiếp theo giới thiệu với mọi người là một phòng ngủ khác với diện tích tương tự phòng ngủ vừa rồi là 14,1 m². Thì phòng ngủ này cũng được bố trí giường tủ đầy đủ, những vị trí cửa sổ bên hông công trình này rất là thoáng mát đúng không ạ? Phần trần được làm trần bình thường, phần gạch lát nền này đồng bộ hết nha các bạn. Ok, và không gian không thể thiếu trong mỗi gia đình đó là khu vực nhà vệ sinh chung, khu vực tầng 2. Thì các bạn có thể hình dung được ra là nó sẽ đồng bộ với lại cái nhà vệ sinh ở bên dưới tầng 1. Cuối hành lang đây cũng có một cái cửa sổ để chúng ta thêm được nhiều ánh sáng hơn trong cái khu vực hành lang này.
để rất là thẳng đấy ạ. Và không gian phơi giặt ở ngoài này rất là thoáng, được thiết kế những cái ô thoáng rất là lớn đúng không ạ. Tường bảo vệ cũng được ốp lát gạch lên tới kịch trần, thì quần áo ngoài này sẽ nhanh khô rất là nhiều. Đây sẽ là vị trí của máy giặt. Vừa rồi thì các bạn cũng đã cùng anh em mình đi tham quan khuôn viên, cũng như là mình đã giới thiệu với mọi người về kiến trúc cũng như là công năng ở bên trong của công trình này, để các bạn có thể có thêm những ý tưởng cho công trình nhà mình. Và mình hy vọng đây sẽ là một mẫu nhà đẹp để mọi người có thể áp dụng cho công trình nhà mình, hoặc là các bạn cũng đang cần một đơn vị tư vấn thiết kế cũng như là thi công chọn gói chuyên nghiệp làm việc trên khắp 63 tỉnh thành với nhiều chi nhánh trụ sở, thì các bạn có thể liên hệ với mình theo số hotline bên dưới để bên mình sẽ về khảo sát tư vấn như là thiết kế, thể hiện cái tính cách cũng như là cái phong cách sống riêng của từng gia đình. Ok, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Công ty cổ phần kiến trúc Kisato là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây dựng chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành. Chúng tôi có các trụ sở trải dài từ Bắc, Trung, Nam với văn phòng Kisato Hà Nội, văn phòng Kisato Ninh Bình, văn phòng Kisato Đà Nẵng, văn phòng Kisato Thanh Hóa, văn phòng Kisato Thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng Kisato Đồng Nai. Đặc biệt, Kisato còn tiên phong đi đầu trong việc tạo ra những ngôi nhà trải nghiệm để khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm nội ngoại thất với đa dạng phong cách khác nhau. Kisato định hướng phát triển thành tập đoàn xây dựng hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới sáng tạo với triết lý phục vụ, làm đẹp từ tâm.